Nào, lại trận này đi, lại tiếp tục Vayna cho em nhá. Lấy lại tôn nghiêm ở Vayna, tiếp tục Vayna đầu em. Vâng. Ok. Được. Lại nhá, lại nhá. Ôi, nó xuống em ở trên đầu. Ê, vâng. Hello. À ha ha. Ok. Ý, có thằng. Bắn đi em, bắn đi em. Khó. Có 50.000. anh chết xong rồi. Anh chết xong rồi, bây giờ nhường bot cho Linh bắn. Nghe giọng cười khẩu. Vẫn lại kèo nha em. Ok, ok, anh Khoa nhận kèo anh ơi. Đấy, cứ nhường kill cho Linh đây là mấy một kill có 50k. Chiến thuật, chiến thuật. Bắn đi, bắn đi, bot em, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ừ, bot. Mà nó xa quá à? Đuổi theo nó, đuổi theo nó em. Đuổi theo nó, ở đây anh làm được. Thì em sang bên sông nhé. Không, nó ở bên mình mà, nó ở bên mình mà, nó chỉ chéo chéo một tí thôi. Đấy. Tôi anh ra chết sau rồi. Anh chết sau rồi. Anh ra chết sau rồi. Ba mạng đi. À, ba mạng. Bốn mạng đi. lộc em ơi, lộc rơi trúng đầu. Uầy, anh Khoa bảo là 50k một kill cho em nữa này. Thật á, anh ơi, em anh làm thế em áp lực lắm. Ui, có tiếng chân này. Đâu? Ở cạnh em. Ở đây. Ôi giời, bot anh tưởng người cơ. Bên cạnh em. Đâu? Ờ, đường sống. Rồi. Rồi. Được sau. À, anh... Bắn em à? Không rồi. Thế sao lại kêu? Em quên mồm, em kêu. Làm anh cứ tưởng. Ý, nó khói kìa. Ừ, anh thấy. À, em nhìn thấy nó này. Bắn đi. Úi giời ơi, đường sau. Từ anh ơi, từ em ơi. Trên đầu. Trước mặt em, cẩn thận nhá. Nó biết em đây luôn rồi. Ok. Hay em ơi. Cứu anh phát. Rồi, đây để em cứu. Ê, cứu anh phát. Rồi cảm, thank you em. Hay quá. Bắn thằng kia hay quá. Đâu, nó chạy đâu rồi? Nó chạy vào cái khu nhà này. Enemies ahead. Đây còn thằng gốc cây em ơi. Ok. Còn một gốc cây. Nó chạy vào trong nhà này, nó chạy vào dưới chân này. Anh vào đấy. Rồi lên em ơi. Hay quá. Lê. Ui, suýt chết ở trên đồi bot cam. Hay. Xong kiếm hợp pick em ạ. Em lấy 3 không? Thôi em có rồi. Tại pha đấy à, em thấy anh knock ấy, thế là tự nhiên lại bắn hay hơn à? Ồ, được nhỉ. Đúng rồi đấy. Được em. Tự nhiên thấy kiểu sôi hết cả máu lên. Úi giời ơi, được em ơi. Úi, anh ơi, có thằng chạy từ bút cam này. Ok, anh thấy rồi. Ra gì nó luôn em. Em bắn nó. Cho em bắn trước đấy. Em sợ nó. Bắn đi. Anh cover sau, anh ở đây mà. Nhưng mà nó đi đâu rồi, em biết đâu. Đây, đã bấm máu, dưới bờ sông. Dưới bờ sông đang bấm máu. Không thấy đâu. Có, máu trắng, xuống đi. Đây, trong mặt nó bấm máu này. Đầu nước này à. Watch out. Đấy. Amazing, good job em. Đấy, phải sao kiếm hợp binh như thế chứ. Đây này, xe chân trường. Ôi giời ơi, các cháu bò. Bò kinh thật. Ừ, anh thấy nó bò kinh quá. Rồi. Đâu rồi? Trên tròi mà đúng không? Trên tròi có đâu? Ui trời ơi. Ghê quá. Đừng ném cứ em cứ đợi đấy. Từ nhá, cứ từ, cứ đứng đấy. Rồi, anh lấp một này. Cái khu cây
Úi giời. Em đi sang phải cứu anh phát. Sang phải cứu anh phát. Có cần khói không? Không cần đâu, nó đi phải kìa, Bò này thu vào. Đây đây, bên này em ơi, bên này. Nó đến gì? Sao em ơi? Bên phải kìa, bắn bên phải em ơi, sang bên phải đi. Mà đánh hòn lửa có. Rồi em ơi. Hay. Ui trời ơi. Xong kiếm hòa bích. Ui ghê quá đi. Nằm xuống em ơi, nằm xuống. Ui. Xong kiếm hòa bích, nằm xuống. Trời ơi, team muốn rớt ra ngoài. Ui, hay quá, trận này bắn hay quá. Trời ơi, hai người đã bắn đều hay luôn. Đã bắt anh em không? Tay em run luôn nè. Ok, mình đang trong bo rồi. Mày cam tao à? Ui, cẩn thận, ra đây. Ui, cẩn thận. No ui, em. Ý, từ. Em tưởng là ở tầm hướng S ấy, hoặc là trên tận 140 ạ. Em có đang ngoài bo hay trong bo? Em trong bo. May mà có anh bộ. Úi giời ơi, em nói thế ngay. Ui giời. Anh bảo nó khu nhà hay sao? Kìa, bắn lên, bắn nó đi em, bên trái. Trong khói. Rồi, cứu anh phát. Chết rồi. Ui, hay, em ơi, còn một thôi. Ui. Anh để em bắn được không? Được em ơi, nice. Thì... Được quá, còn một rồi cơ hội. Top 1 đây rồi em ơi, nhiều kill lắm, hai anh em mình nhiều kill lắm. Em 7 kill nè. Anh 14 kill thôi. Đấy, tay phải em ơi, tay phải, gốc cây. Gốc cây này. Ném bom vào gốc cây đấy. Em ném bom dở đó. Ném đi. Rồi, trời ơi, top 1. Ui, cảm xúc quá anh em ơi, bắn trận đấu này căng thật. Hay quá đi. Căng thật, top 1 thứ mấy nhỉ, thứ 6, thứ 7 nhỉ. Nhiều top 1 quá anh em ơi. Ui, 7 kill nè. 7 kill. Linh được 7 kill à. Căng thật. 15 kill, 2587 đam và Linh được 7 kill. Ui. Amazing, good job.